Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Cali từ đây và thưa quý vị chương trình chào buổi tối hôm nay ngày 22 tháng 10 xin điểm tin tức chính trị Hoa Kỳ, thế giới và California. Quý vị có biết là vào lúc này đây khi mà ở nước Mỹ rất là nhiều phần ở bờ đông bắt đầu có mùa thu, mùa thu lá vàng bắt đầu xuất hiện thì quý vị biết là ở California vẫn đang còn rất là nóng. Vào ngày hôm qua thì thành phố Anaheim miền Nam California được xem là nơi nóng nhất ở nước Mỹ Quý vị biết là 98 độ F vào ngày hôm qua ở Anaheim Vào ngày hôm nay thì miền Nam California đặc biệt là một số vùng ở quận Cam Cũng được xem là những nơi có nhiệt độ cao nhất Bởi chính vì vậy mà California đang đối diện với một đợt cắt điện thứ hai, đợt này thì chỉ có một phần nhỏ ở vùng vịnh San Francisco à, có thể bị cắt điện mà thôi. Và thưa quý vị, cái việc cắt điện bây giờ vẫn đang được tranh cãi rất là nhiều bởi vì quý vị biết ở California, công ty điện lực PG&E vào năm ngoái đã đệ đơn khai phá sản theo cái chapter 13. Nhưng mà thưa quý vị, họ có bị tiểu bang chế tài như là mới đây tổng th thống đốc của tiểu bang California là ông Gavin Newsom ông um, đề nghị là PG&E nên bồi thường cho những người và những cái doanh nghiệp những cơ sở thương mại bị cướp điện liệu chuyện này có xảy ra hay không khó đó quý vị và thưa quý vị trở lại với tình hình chính trị Hoa Kỳ quý vị biết là cái quyết định rút quân Mỹ ra khỏi Syria và theo như lời ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Mark Esper là binh lính Mỹ không phải về nhà như thông báo như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump mà được chuyển sang được điều sang West của Iraq và thưa quý vị chính điều này đã gạt mỹ ra khỏi lề vào ngày hôm qua thì Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc hội đàm với thủ Tổng thống. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và hai bên đã đạt được một số thỏa thuận. Trong đó có thỏa thuận là cùng tham gia tuần cảnh tại Syria. Thưa quý vị, như vậy chúng ta rõ ràng thấy là cái quyết định của Hoa Kỳ đang nâng vô hình, đã nâng cái vị trí, vị thế của Nga và gạt Mỹ sang bên lề và thưa quý vị cũng nhân tiện nói về quyết định rút quân mỹ ra khỏi thổ nhĩ kỳ thì vào ngày hôm nay lãnh tụ phe đa số thượng viện là ông mitch mcconnell đã đưa ra một nghị quyết nghị quyết này lên án hành động bạo lực của thổ nhĩ kỳ tại syria và nhẹ nhàng thúc vị nhẹ nhàng yêu cầu thúc giục tổng thống donald trump ngưng lại cái việc rút quân mỹ ra khỏi syria nhưng mà cái nghị quyết này nó có một điểm mâu thuẫn với dân chủ đó là nghị quyết không kêu gọi chế tài thổ nhĩ kỳ trong khi đó dân chủ thì vào tuần sau họ đang dự tính là đưa cái nghị quyết chế tài thổ nhĩ kỳ ra bỏ phiếu như vậy chúng ta thấy rõ ràng ông McConnell là một trong những tiếng nói mà thú vị chống ông Donald Trump trong cái quyết định rút quân nhưng mà cái nghị quyết của ông thì cho thấy ông vẫn còn rất là già dặn Bên cạnh đó vào ngày hôm nay thì ông McConnell cũng đưa ra một cái tuyên bố mà làm nhiều người giật mình thưa quý vị đó là hồi đầu tháng khi mà những cái thông tin về cái cuộc điện đàm giữa tổng thống Donald Trump và ông Zelensky người đồng nhiệm ở Ukraine được tung ra và bắt đầu có rất là nhiều chỉ trích dân chủ thì họ dùng cái cuộc điện đàm này họ dùng cái khiếu nại tố giác để làm bàn đạp Mở cái cuộc điều tra luận tội Tổng thống Họ cho rằng là ông Donald Trump Đã lạm dụng cái quyền lực của mình Để gây áp lực cho Ukraine Để họ điều tra đối thủ chính trị của ông Là ông Joe Biden Thưa quý vị, vào lúc đó Thì ông McConnell Đã bảo rằng khi mà ông đọc Cái biên bản cái cuộc điện đàm này á Thì ông bảo rằng thật là nực cười Bởi vì những Cái vấn đề ở trong cuộc điện đàm này Nó còn xa vời lắm Với cái hành vi mà có thể bị luận tội và ông chỉ trích dân chủ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump vào ngày mùng 3 tháng 10 thì ông lại đi xa hơn nữa. Ông bảo rằng là ông McConnell có gửi ra một cái thông báo. Mà trong cái thông báo đó bảo rằng nguyên văn ông Donald Trump lặp lại nguyên văn của ông McConnell nói là tôi đã đây là một cái cuộc điện đàm, đây là một cái cuộc điện thoại mà vô tội nhất, ngây thơ nhất từ trước đến nay mà tôi chưa từng đọc tới. Ông Donald Trump cũng nhắc lại nữa Ý tôi là give me a break Ý tôi là I mean give me a break Thấy chưa Ông lãnh tụ phe đa số thượng viện Nói như vậy đó Ý tôi là cho tôi nghĩ chút xíu coi Nhưng mà quý vị biết vào ngày hôm nay Thì ông McConnell khi được Truyền thông khi được các ký giả chất vấn về việc này Vấn đề này thì ông bảo là Ông chưa từng có bất cứ một cái cuộc trao đổi nào với Tổng thống Donald Trump về chủ đề này Tức là về cái cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với ông Zelensky và khi bị truyền thông chất vấn sâu hơn nữa liệu có phải tổng thống đang nói láo hay không thì ông Mitch McConnell bảo rằng là quý vị đi mà hỏi ông ấy bởi vì tôi không nhớ là có cái trao đổi về chủ đề đó diễn ra thưa quý vị trong khi đó thì lãnh tụ phe thiểu số tại thượng viện đó là ông Schumer ông bảo rằng hay cứ để tôi để cho hai ông đó tự tìm hiểu chuyện này và thưa quý vị cái ngày hôm nay quý vị mở đài mở tivi đọc báo mạng, quý vị thấy một cái chữ đó là lynching lynching đây là cái chữ mà được truyền thông nhắc tới nhiều nhất vào ngày hôm nay chữ này có nghĩa là một chữ nhưng mà tiếng việt thì nó nghĩa là một cụm từ có nghĩa là treo cổ hành hình quý vị biết là vào những vào thập niên 19 và cho đến kéo dài cho đến tận những cái năm cuối thập niên 1960 thì quý vị Quý vị biết là cái chuyện mà hành hình trao cổ hành hình người da đen đó Nó xảy ra rất là phổ biến Đây là một cái thực hành mà của những người da trắng kỳ thị Và họ đưa những người da đen ra đấu tố Mà quý vị thấy là trong những cái phim trước đây Hoặc là quý vị nào lên trên mạng Quý vị Google thì quý vị thấy là treo cổ người da đen Đó là nghĩa của cái chữ lynching Và Tổng thống vào ngày hôm nay Đã gọi cái cuộc điều tra luận tội của dân chủ là một cuộc treo cổ hành hình. Thưa quý vị, ông bảo rằng là hãy nhớ là nếu như mà sau này dân chủ họ có một vị tổng thống rồi bằng cách nào đó cho dù vợ chiến thắng với một cái tỷ số sát sao đi chăng nữa mà cộng hòa lấy lại lấy lại được hạ viện thì cũng sẽ làm thưa quý vị tức là điều tra một cách vô căn cứ không có theo đúng thủ tục trình tự. Chúng ta thấy đây là một cái chiến lược, tức là bây giờ tổng thống tòa văn ốc các nhà lập pháp cộng hòa, lãnh đạo cộng hòa họ đi theo cái chiến lược này, họ cho rằng cái cuộc điều tra luận tội của dân chủ là cuộc điều tra không có thưa quý vị, bất hợp pháp bởi vì không có theo đúng thủ tục trình độ, à, trình thủ tục trình tự trình tự. Và thưa quý vị, ông Donald Trump bảo rằng Cộng hòa hãy nhớ lấy Tức là Hồng Cộng hòa hãy ghi nhớ lấy những gì diễn ra trong ngày hôm nay Đây là một cuộc treo cổ hành hình Chúng ta sẽ thắng Và thưa quý vị Cái ngôn từ mà ông Donald Trump dùng Nó đã làm giấy lên một làn sóng chỉ trích Tất nhiên dân chủ thì họ chỉ trích Dân chủ chỉ trích rất là nhiều Bởi vì quý vị biết là nó Nó khêu gợi lại những cái vết đau lịch sử trong một cái giai đoạn đen tối nhất của nước Mỹ. Và thưa quý vị, bản thân ngay các nhà lập pháp Cộng Hòa thì họ bây giờ cũng tỏ ra hết sức là dè dặt. Tim Scott là dân biểu da đen duy nhất của Cộng Hòa trong Hạ viện. Ông đến từ tiểu bang South Carolina. Ông bảo rằng là không có nên dùng từ như vậy Nhưng mà thực ra ông hiểu được cái tâm trạng của ông Donald Trump đang hết sức là bực bội lãnh tụ phe thiểu tố thiểu số tại hạ viện đó là ông Kevin McCarthy ông bảo rằng đây không phải là cái ngôn từ mà nên dùng ông không có đồng tình với cái việc dùng ngôn từ này nhưng mà quý vị biết là chỉ có một người duy nhất mà lên tiếng bên vực ông Donald Trump đó là thượng nghị sĩ Lindsey Graham một tiếng nói luôn luôn bên vực của ông Donald Trump ngoại trừ đó là vấn đề rút quân khỏi Syria ông Lindsey Graham phản đối cái việc rút quân khỏi uh, khỏi Syria ngày hôm nay thì ông bảo rằng theo đúng nghĩa đen thì đúng là như vậy chứ còn gì nữa đây là một cuộc trao cổ hành hình chính trị và bởi vì cái cuộc điều tra của dân chủ là cái cuộc điều tra bất hợp pháp không có theo đúng trình tự không có được tổng thống không có được cái cuộc điều tra này nó không thứ nhất á, là nó không theo theo đúng thủ tục thứ hai là bất công bằng và không có bất cứ một cái legal right nào cả một cái quyền về pháp lý nào cả theo đúng lời của ông Trump trên mạng Twitter vào sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cái chữ này được nhắc đi nhắc lại. Đây là một thủ tục cuộc một cuộc điều tra luận tội là một thủ tục được ghi rõ trong hiến pháp và tổng thống Donald Trump thì Thưa quý vị, dùng cái tường này và phát ngôn nhân của tòa bà và Đốc vào ngày hôm nay bảo rằng tổng thống không hề có ý so sánh là cái cuộc điều tra luận tội này với cái việc hành hình trong một cái giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Mỹ. Nhưng mà bởi vì ông Donald Trump bị đối xử bất công. Thưa quý vị, tranh cãi thì rất là nhiều, nhưng mà điều này nói lên được cái gì thưa quý vị? Nói lên là sự bực bội, bất mãn đang càng ngày càng gia tăng và cái áp lực đang đè nặng lên vai Tổng thống Donald Trump cho đến tận lúc này và bởi vì quý vị biết vào ngày hôm nay thì có một nhân vật, một nhân chứng hết sức là quan trọng ra điều trần trước ba ủy ban của Hạ viện. Thưa quý vị, đó là William Bill Taylor, quyền đại sứ của Mỹ tại Ukraine. Thưa nha sẽ quay lại cái bản tin này. Đây là nhân chứng rất là quan trọng. Tức là quý vị thấy là rõ ràng dân chủ Tòa Bạch Ốc ngăn cản chống đối Họ vẫn tiếp tục đi theo cái trình tự của họ Vẫn từng bước một Vẫn gửi ra trác đòi Vẫn những cái phiên điều trần kiến Và vẫn gửi ra những cái thông tin Cập nhật cho báo chí Về cái cuộc điều tra của họ Như Hương Nhân chia sẻ với quý vị vào ngày hôm qua Là bây giờ truyền thông là đỡ tin Về cái cuộc điều tra này Bởi vì đây là một cuộc điều tra được xem Là một cuộc điều tra đáng chú ý Trong lịch sử chính trị của Mỹ vì vậy họ săn tin mọi nơi mọi lúc và dân chủ vẫn đều đặn đều đặn gửi ra những cái thông tin cập nhật, gửi ra những cái thông tin mà cái cuộc điều tra này nó phát triển đi đến đâu. Họ đang build cái case của họ, họ đang chứng minh cho dân chúng Mỹ, họ đang biện minh là cái cuộc điều tra của họ hoàn toàn đúng đắn. Như ngày hôm qua bà Nancy Pelosi gửi ra văn phòng của bà, gửi ra một cái fact sheet, tức là một cái trang những cái thông tin cần biết về cuộc điều tra này trong đó họ chia ra làm ba mục sách kinh đa tức là đe dọa thứ hai là gây áp lực thứ ba là che đậy chúng ta thấy rõ ràng là dân chủ họ có cái đường lối chiến lược còn bây giờ đường lối chiến lược của cộng hòa là gì chúng ta thấy là cách đây hơn một tuần hương nhau đã chia sẻ với quý vị là vào lúc đó cách đây hai tuần khi mà ban cố vấn pháp lý của ông donald trump tìm cách đưa ông cao đi cựu dân biểu cao đi vào trong bang pháp lý của mình để đối phó với cuộc điều tra này bởi vì ông là một trong những tiếng nói hết sức là mạnh mẽ nhưng mà bởi vì do dính với một cái luật tức là sau khi rời khỏi quốc hội trong vòng một năm là không có được lên tiếng đối đáp trao đổi trực tiếp gì với các đồng nghiệp cũ của mình và như vậy nếu như chần chờ bởi vì ông Gao đi về hưu thì năm vào tháng Giêng năm 2019 mà chờ cho đến mấy tháng nữa thì nó không đã trễ quá rồi. Và bây giờ cho đến giờ thì không biết là quả thật ông Donald Trump có một cái war room như dưới thời của tổng thống Bill Clinton hay không? Tức là có nguyên một đội đội ngũ để đối phó với cuộc điều tra hay không? Hay là chỉ những luật sư lâu nay chúng ta vẫn thấy là cố vấn pháp lý của tòa bạch ốc cũng như luật sư tư bên ngoài đội ngũ này không có phát triển thêm và họ không có phát ngôn nhân họ không có phát ngôn nhân để ra trả lời với báo chí với truyền thông họ không có phát ngôn nhân để biêu cái case của họ mà tổng thống donald trump là phát ngôn nhân của ông và bây giờ thưa quý vị các nhà lập pháp cộng hòa họ, họ bực bội ở chỗ là tổng thống lại một lần nữa lại tạo ra một cái làm cho họ khó xử hơn tức là trong ngày hôm nay đưa ra cái tweet có chữ treo cổ hành hình như vậy thì bây giờ các vị các nhà lập pháp cộng hòa họ phải binh vực tổng thống và khi họ binh vực tổng thống thì họ không có còn thời gian để chỉ trích để chống đối cái cuộc điều tra nữa và họ không có còn thời gian để kéo tổng thống về những cái chương trình nghị sự mà họ đang muốn là tổng thống tập trung vào đó nữa. Tức là bây giờ cái phân tán của tổng thống, tư tưởng của tổng thống bị phân tán rất là nhiều. Và đây là chính là điều mà cộng hòa họ đang hết sức là lo ngại. Họ còn chưa chống đối cái cuộc điều tra này chưa có đến đâu thì bây giờ họ phải lo binh vực với tổng thống mà mỗi một ngày thì ông có thêm những cái này cái khác. Nhưng mà dân chủ thôi quý vị. Họ cũng có những cái thế yếu của họ. Bây giờ quý vị biết là sau cái phần tranh luận của các ứng cử viên, vòng sơ bộ của dân chủ hiện nay thì họ có 19 ứng cử viên. Cho đến lúc này thì còn 19 ứng cử viên, trước kia thì 20 mấy. Mà quý vị biết là bây giờ làm cho cử tri của dân chủ họ đang rất là lưỡng lự đắn đo. Ở cái chỗ là thăm dò mới nhất thì ông Joe Biden vẫn dẫn đầu. Nhưng mà người thứ hai thì là ông Bernie Sanders Bà Elizabeth Warren trong cái thăm dò vào ngày hôm nay thì bắt đầu sau ông Bernie Sanders rồi Lý do, thưa quý vị, cái câu hỏi đặt ra là cái chương trình Medicare Medical for All đó Chương trình y tế cho toàn dân của bà Elizabeth Warren Không có đưa ra được chi phí Và trong những ngày vừa qua thì bà lại cho biết là sắp tới Bà sẽ cho biết là cái chi phí Bởi vì bà từ chối trả lời cái câu hỏi chi phí bao nhiêu lấy từ đâu ra mà theo tính toán ở bên ngoài thì cái chi phí là ba mấy tỷ rất là khổng lồ ông Bernie Sanders mặc dù trong cái vòng tranh luận vừa rồi ông cho thấy cái sự năng nổ chứng tỏ là ông vượt qua được cái cơn đau tim vừa rồi nhưng mà vấn đề sức khỏe vẫn vấn đề cử tri quan tâm Ông Joe Biden đứng cử viên hàng đầu được xem là có thể đánh bại được ông Donald Trump Thì bây giờ dính dáng tới cái vụ Ukraine cái câu hỏi đặt ra muốn gì hay không muốn Thì rõ ràng con trai ông cũng nằm có chân trong cái ban quản trị của công ty Burisma Được xem là có tham nhũng Và bây giờ cử tri dân chủ họ đang rất là lưỡng lự Ai đây trong những cái ứng cử viên hàng đầu Rồi Pete Buttigieg thì bây giờ đang bị cái vấn đề là Người này không có lôi kéo được ứng cử viên này Không có lôi kéo được cái cử tri da đen và bây giờ đã có nhiều tiếng nói lên tiếng là phải chăng chúng ta tìm một ứng cử viên khác trong khi vẫn chưa có muộn Và danh sách ngày hôm nay mà Hương Nha xem đó, quý vị biết có ai? Hillary Clinton Liệu bà có còn có cơ hội nữa không? Còn có ông John Kerry cũng là cựu ứng cử viên tổng thống mấy mùa trước Tức là dân chủ thì bây giờ họ đang lúng túng, họ không có một ứng cử viên nào đủ mạnh và bây giờ mọi sức lực của họ và mọi năng lượng của họ đang dồn vào cái cuộc điều tra Ông Donald Trump Và ngày hôm nay thì William Bill Taylor đã ra điều trần Đây được xem là một phiên điều trần được để ý nhiều nhất Bởi vì chúng ta thấy là thua quý vị ba cái điểm mà khiến cho William Taylor được quan tâm rất là nhiều Thứ nhất là trong cái loạt tin nhắn mà ông Kurt Volker tức là đặc, đặc phái viên của Mỹ tại Ukraine ông đã từ chức và ông ra điều trần và ông giao nộp toàn bộ những cái tin nhắn qua lại giữa ông với lại phụ tá của Ukraine của tổng thống Ukraine với ông với Gordon Sondland với các nhân viên ngoại giao khác trong đó có ông Taylor và trong toàn những cái email mà được giao cho ba ủy ban của Hạ viện đang điều tra, cái cuộc điều tra luận đang điều tra luận tội tổng thống Donald Trump thì có cái email mà trong đó ông Taylor bày tỏ cái quan ngại là việc sử dụng viện trợ quân sự cho Ukraine để đổi lấy một cái lợi ích để giúp một cái chiến dịch vận động tranh cử. Là điều này là điều đáng quan ngại. Cái tin nhắn nó còn đó. Đó là điểm đầu tiên Điểm thứ hai là hồi tháng 5 Khi mà Tổng thống Donald Trump bãi nhiệm Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine đó là bà Marie Jovanovic Mà quý vị biết bà Jovanovic là một trong những nhân viên ngoại giao kỳ cựu Mà bất cứ nhân viên ngoại giao nào trong ngành ngoại giao đều hết sức lực kính nể Bà là người theo cái chủ trương phản đối muốn dược tận gốc tham nhũng ở Ukraine Chính vì vậy bà là cái gai trong mắt của một số viên chức tại Ukraine và họ đã thúc đẩy qua bằng nhiều con đường khác nhau kể cả một vị dân biểu tại Texas qua đó rồi đếm Giuliani và cuối cùng bà Yovanovitch đã bị bãi nhiệm và ông Taylor vào lúc đó thì đang làm tham tán và ông đã lên thay thế bây giờ đang nắm tạm quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine điểm thứ ba cái phiên điều trần của ông Taylor vào ngày hôm nay được xem là rất là tệ đối với ông Donald Trump Có lẽ là những cái áp lực như vậy Ngày hôm qua cái phiên họp nội các 71 phút ông Donald Trump Thưa quý vị bày tỏ bất mãn la lối Bực dọc Ông chỉ trích Cộng Hòa là đã có những cái nhân vật như Mitch Romney Ông chỉ trích Cộng Hòa là không có như dân chủ Họ đoàn kết với nhau, họ stick với nhau còn Cộng hòa có kẻ đào ngũ, Cộng hòa không có hậu thuẫn ông đủ để đối phó với cuộc điều tra này. Thưa quý vị, phiên điều trần này, phiên điều trần của ông Taylor là một phiên điều trần kiến. Nhưng mà cũng như những cái phiên điều trần khác như là phiên điều trần của bà Jovanovic, ông Son lên trước đây, thì cái phần mở đầu là cái phần tuyên bố được chuẩn bị trước. Và ông Taylor vào ngày hôm nay, cái phần mở đầu của ông được chuẩn bị trước 15 trang còn sau đó nội dung như thế nào thì truyền thông sau đó họ mới từ từ moi ra được nhưng mà cái phần mở đầu của ông taylor vào ngày hôm nay cho thấy có bốn điểm đáng chú ý đó là ông tin là có chuyện có qua có lại xảy ra đối với viện trợ quân sự của ukraine và ông bảo rằng vào lúc đó ông tin tin có chuyện này xảy ra và cho đến giờ ông vẫn tin có chuyện này xảy ra nói chắc như đinh đóng cột thứ hai là không chỉ có một mà có cả hai tức là chính phủ ông donald trump dùng viện trợ quân sự để gây áp lực để ukraine mở cái cuộc điều tra vào joe biden và công ty barisma không chỉ có như vậy mà có cả thêm nữa cái cuộc hội đàm tại tòa bạch ốc mà tổng thống tân tổng thống à, Ukraine là ông Zelensky đang rất là mong muốn mong muốn một cách tuyệt vọng bằng mọi cách phải có được tức là họ dùng và thưa quý vị son lên tuyên bố là tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào việc ông Zelensky công khai tuyên bố là mình đã chỉ thị cho cấp dưới mở các cuộc điều tra Mọi thứ đều tùy thuộc vào đó Tổng thống Donald Trump Theo lời thưa quý vị Ông Taylor có nhắc đến một cái tên đó là ông Morrison Morrison là phụ tá của Hội đồng An ninh Quốc gia trong một cái cuộc điện đàm trong một cái cuộc điện thoại giữa ông Taylor với Morrison thì Morrison có kể lại là ông Solon đã gặp gỡ phụ tá hàng đầu thân cận nhất của ông Zelensky đó là ông Zermak tại Warsaw và tại đây ông Solon đã gửi ra một cái thông điệp rất là rõ ràng ông bảo ra mọi thứ đều phụ thuộc tức là tổng thống Donald Trump muốn ông Zelensky be in a public box công khai thông báo là ông ta đã chỉ thị thực hiện những cuộc điều tra này những cuộc điều tra này là những cuộc điều tra nào điều tra vào hai bố con của ông Joe Biden điều tra cái công ty máy điện toán của Ukraine mà ông Donald Trump có lý thuyết âm mưu người ta cho rằng Ukraine mới là can thiệp vào bầu cử Mỹ chứ không phải là nga Ukraine can thiệp vào bầu cử Mỹ để có lợi cho bà Hillary Clinton và ông Donald Trump thích cái lý thuyết này nên ông muốn là mở cái cuộc điều tra vào công ty này Hai cái cuộc điều tra Một là can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 có lợi cho dân chủ Hai là bố con ông Joe Biden Điểm đáng chú ý gì nữa thưa quý vị Lời khai của ông Taylor cho đến từ trước đến nay Đây được xem là nhân chứng thuyết phục nhất à, Đây được xem là những cái lời khai thuyết phục nhất về cái việc cho thấy không chỉ có chuyện có qua có lại xảy ra Mà nó còn có Việc là cái thông điệp này nó được son lên truyền đạt một cách rõ ràng dứt khoát với chính phủ Ukraine Điểm nữa chúng ta thấy chắc chắn Morrison sẽ ra điều trần Và son lên có thể phải quay trở lại Lý do tại sao bây giờ dân chủ họ đang muốn kêu ông này ra ra điều trần bởi vì vào tuần trước ông điều trần mà bây giờ những cái lời khai của ông vào tuần trước với lời khai của ông Taylor thì rõ ràng có mâu thuẫn cho nên họ cho rằng là dân chủ họ cho rằng ông son lên đã không có thật lòng họ muốn ông quay lại giải thích một số vấn đề chẳng hạn là lần tuần trước ông bảo rằng ông không có nhớ là có trao đổi bất cứ cái vấn đề gì mà liên quan đến bố con Joe Biden với các nhân viên ngoại giao của Mỹ cũng như là chính phủ Ukraine. Nhưng mà trong cái phần thông báo vào ngày hôm nay, phong đốc, trong cái phần mở đầu ngày hôm nay thì ông Taylor lại nói ngược lại thú vị. Đây là những cái điểm chính nhưng mà chắc chắn trong những ngày tới thì truyền thông chắc chắn họ còn moi ra được những cái thông tin trong cái cái phiên điều trần ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng bây giờ không nói gì cả. Chúng ta thấy dân chủ họ đã có trong tay những bằng cớ, những bằng chứng chắc chắn là có chuyện có qua có lại có qua có lại và họ đang biêu up cái hồ sơ tổng thống Donald Trump đang lạm dụng quyền lực của mình và thưa quý vị những bản tin liên quan đến cái cuộc điều tra này Hương Nha sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và vào ngày hôm nay thì tổng thống Donald Trump đã thổi ra một cái thông tin là ông đang cân nhắc xem thử là ai có thể thay thế Mick Mulvaney Nhân vật này thì từ tuần trước đến giờ thì chúng ta thấy bị nhắc liên tục Và theo lời đoán thì chắc chắn Mulvaney có lẽ phải lên đường và như vậy chưa đến 3 năm nhậm chức chưa đến 3 năm chính quyền non trại của ông Donald Trump đã có đã thay ba người động lý và thưa quý vị chúng ta chờ xem Thứ nhất đọc tin thì thấy có nhiều nhân vật mà đang nằm trong list và trong đó thì đáng chú ý đó là Mnuchin, Steven Mnuchin được xem là một đồng minh ủng hộ ông Donald Trump rất là trung thành. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngân Khố. Thứ hai nữa là Kellyanne Conway, người phụ nữ đã góp phần đưa ông Donald Trump vào tòa bạch ốc nhưng mà Chồng của bà George Conway là một trong những luật sư bảo thủ lên tiếng chống ông Donald Trump chống mạnh mẽ nhất Và mới đây George Conway đã đóng góp tiền vận động tranh cử cho đối thủ của ông Donald Trump, đối thủ vòng sơ bộ Và thưa quý vị Quay lại với những cái tin tức nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ, Quý vị có biết là à, trong cái vào cách đây vào năm ngoái đó cuối năm ngoái nếu mà hướng dẫn nhớ cái khoảng thời gian không có lầm thì trên tờ New York Times đã có một bài bình luận một bài xã luận mà được viết dưới cái bút danh nặc danh không biết tác giả là ai mà nó gây ồn ào não nhiệt trong cái bài viết này dưới cái tiêu đề là tôi là một trong những thành phần chống lại tổng thống Donald Trump trong nội các của ông trong chính phủ của ông tức là người này được xem là nội gián deep state nằm vùng và cái bài báo đó thưa quý vị nó đã gây chấn động bởi vì miêu tả chi tiết đặc biệt là miêu tả nói rõ cái cách thức quản lý cái cách thức điều hành chính phủ của ông donald trump một người rất là bốc đồng một người bất lịch sự một người nhỏ mọn và một người không có hiệu quả chính vì vậy mà ông đưa ra những cái quyết định rất là ngẫu hứng và thậm chí có những quyết định mà nhân viên của ông vẫn phải đi dọn dẹp phải đi dọn rác và những quyết định mà ông sau này ông phải đảo ngược lại điều này thì chúng ta có chứng kiến phải không quý vị và thưa quý vị chính vì cái bài báo này mà nó đang dẫn ra những cái nghi kỳ lẫn nhau thậm chí bà Nikki Haley là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng là tôi không có viết bài báo này thậm chí phó tổng thống Mike Pence cũng bảo tôi không có viết Kellyanne Conway cũng bảo tôi không có viết thưa quý vị cho đến giờ chúng ta không biết tác giả là ai nhưng mà Tác giả chuẩn bị ra mắt cuốn sách có tên là A warning Và tác giả vẫn giữ tên nạc danh không biết tác giả là ai Nhưng mà A warning sẽ được phát hành vào ngày 19 tháng 11 sắp tới Và thưa quý vị, CVS vào mới đây họ thông báo là sắp tới họ sẽ giao thuốc Bang phi cơ không người lái mới đây thì đối thủ cạnh tranh của CVS là Warren thông báo là họ sẽ dùng phi cơ không người lái tức là drones để giao thuốc trong một cái khu vực ở tiểu bang virginia và CVS họ cũng không có thể nào mà chạy sau được cho nên họ thông báo là sắp tới không biết bao giờ bởi vì họ không cho đưa ra một cái thông báo đầy đủ họ bảo rằng là cơ quan hàng không dân dụng của Mỹ FAA đã cho phép CVS sử dụng phi cơ không người lái để giao thuốc ở một số khu vực và giao thuốc là cho đến 5 pound thưa quý vị. Như vậy là sắp tới quý vị nào mà thường xuyên nhận thuốc đó thì quý vị có thể thấy là thuốc của mình không được giao qua đường bưu điện nữa.